Ôi, xin chào tất cả mọi người nha, chào mừng mọi người trở lại với kênh Cây Cảnh của mình. Thì hôm nay mình vô tình mình vớt được một ít lăng quăng nè mọi người, mình vớt được một ít lăng quăng. Bây giờ thì cũng tới giờ cho cá bảy màu ăn rồi, cho cái đàn cá của mình ăn. Thì sẵn đây mình cho tụi nó ăn luôn nha mọi người, để cho cái bầy nào ăn đây ta, cái bầy nào ăn cho cảm thấy cho ngon ngon một chút ha, cho mọi người xem ha, cho cái bầy này đi, bầy này đi ha. Đây đây đây, đó, bỏ vô nè mọi người. Đông lắm, vớt một giọt á ha. Tại vì cái vô tình mình cũng phát hiện là cái chậu đó lăng quăng nhiều. Đó. Nước nó hơi xanh một xíu nha mọi người. Chắc mình phải châm nước thêm cho cái hồ này, hồ này nước hơi xanh, châm nước thêm chút xíu ha, châm nước thêm chút xíu lên chắc tầm khoảng cho nó lên 5 phần nước nữa đi, 5 phần nước nữa. Nhìn nó mới phê chứ dày là nhìn nó không được phê rồi ha. Cho lăng quăng mình vớt được trong cái khay trồng chỉ của mình nó hơi dơ mọi người, thành ra là mình mới vừa rửa hồi nãy, các bạn xem ở đầu video là mình rửa sạch nó đó, hơi dơ chút xíu. Tung ta tung căng nè, còn hằng hà luôn. Coi vậy mà không hết ha, có chút xíu lăng quăng vậy mà không hết. Đỡ tốn được miếng cám rồi đó mọi người. Cho ăn cám mình đi cũng khá là hao nha. Đây nó là đỡ tốn được miếng cám rồi đó. Còn còn nhiều dữ lắm luôn, lăng quăng còn trong hồ rất là nhiều, ăn không hết. Với lại làm như mấy con lăng quăng bự quá, mấy con cá bảy màu nhỏ nó cũng làm như nó cũng sợ, nó không dám ăn, mà không dám cắn. Thôi để mình đi ra đây mình vớt cái còn nữa hay không nha. À, tính đi thêm vớt miếng nữa cho mấy con, cho mấy bầy khác ăn là hết rồi mọi người. Bây giờ thì mình mời mọi người quay lên cùng với mình là thăm cái bầy
coi Red Ear mình mới vừa thả cá trống vô chung cá mái ngày hôm qua nha mọi người. Thì hôm nay ghé lại thăm tình hình của tụi nó như thế nào, mình cập nhật cho mọi người xem luôn. Đó thì cũng tương đối là khá là ok ha. Cưng mấy con trống này quá nè. Hai con kia nó bơi đi đâu vậy? Kiếm cái gì ở đây? Thấy tụi nó phát triển cũng ok đó, cũng có vẻ là quen à, tôi nói là quen với lại chỗ mới rồi. Giới thiệu với mọi người, đây là sản phẩm gần đây của mình à, rồng sọt nha, rồng đỏ sọt. Ở đây thì đa số toàn là mái à, mình có hai con trống Indo ở đây nè, mình có hai con trống Indo nhốt chung à, mái này có 2-3 mái ri bông gì đó. Mới đi bông này là mình hứa mình tặng cho một người bạn ha, hai con nha, để có dịp mình đi lên trển rồi mình đóng gói mình đem cho bạn đó luôn. Bạn đó cũng thường hay là tặng cá rồi cho mình các kiểu đó. Tại sao mình bỏ cái máng này vô bạn biết không? Cám 5/8 nó hay chìm. Nó hay chìm lắm nha mọi người. Mọi người bỏ cái máng vô chứ để nó chìm dưới đáy á. Nó chìm dưới đáy mấy con cá nó ăn cặn đáy nó dễ bị bệnh lắm nha. Mấy con sọt sọt này thấy cưng không? Rồi, đây. Đây là 5 con ha. 6 trống một mái, 6 trống 5 mái. Tại vì trong đây mình thấy có một con trống nó không được đẹp, nó không được đẹp thành ra mình đổi cho bằng đó. Mình bắt con trống nữa mình bỏ vô rồi đó. 5 con này, 5 cặp này là mình nhốt riêng để chuẩn bị giao cho khách nè mọi người. Thứ bảy này mình giao. Bộ đuôi hết ý nha. Mọi người thấy bộ đuôi không? Mái về cũng rất là tốt. Đó, thăm lại mấy con mái bông giống của mình nè. Này thấy cũng ok à, bụng bự chản rồi. Chắc cũng sắp đẻ rồi nha. Rồi, còn đây là cái bầy rồng giống nè. Đây là cái bầy rồng giống nè. Rất lâu rồi mọi người còn không được thấy lại nó nha. Rất là chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình nha.